của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một miếng giấy trang trí hình bông hoa như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như là về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy màu. Mình có màu xanh dương và màu xanh lá cây như thế này. Về dụng cụ thì ở đây mình có những cái cây bút màu nước này. Compa. Thước kẻ. Bút chì này. Kéo. Và không thể thiếu đó chính là keo dán. Ở đây mình dùng keo nến để dán nhé. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh này. Đối với cái tờ giấy màu xanh này, bây giờ mình sẽ dùng compa xây ra một hình tròn. Mình sẽ gập nó lại để tìm cái tâm điểm của cái hình tròn trong hình vuông này nha. Mình sẽ xoay một hình tròn này. Mình sẽ dùng cái bút để mình tô lại cái hình tròn này nha. Mình có cái bút màu nước này. Mình đã vẽ cái hình tròn như thế này. Sau khi mà đã vẽ xong hình tròn, bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh này nha. Để cái tờ giấy màu xanh này, bây giờ mình sẽ kẻ ra 12 cái hình để làm cái phần hoa. 12 hình này mình sẽ để kích thước là 3x3. Cánh hoa mình sẽ làm cánh hoa tròn tròn nhé. Sẽ kẻ ra đây 12 cái hình vuông có kích thước là 3x3. Mình sẽ cắt ra nha.
chia nhỏ nó ra này. Sau khi mình cắt xong rồi, mình sẽ dùng cái bút để mình vẽ cánh hoa ra đây nha. Cái tiếp theo này. Mình còn là 6 cái nữa nha. Mình sẽ cắt những cái cánh hoa.